Wow, châu bò chợ phiên. Chúng ta đang đứng ở khu vực giáp bến xe các bạn. Đây ở sau cái tả ly tường xây này đó là bến xe Bắc Hà. Đấy, các bạn có thể đi từ Hà Nội lên đi đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, sau đó là đến trung tâm thị trấn Phố Lu, cây 224. Các bạn rẽ xuống đường cao tốc và phi thẳng lên Bắc Hà. Khu vực chợ Châu Bò. Ở đây thì ôi ôi ôi. Trời nắng chang chang lúc giữa buổi trưa các bạn. Bà con mang những con trâu, con vật nuôi đi bán. Ai chà, ở dưới này này người ta đang tắm cho những chú trâu. Ấy cái con kia sừng to phết này. Đấy, con này sừng được này. Đấy. Giờ này đi xem trâu mình toàn đi xem sừng các bạn. Chắc cái lắng là người ta đây cho xuống này, này tắm cho nó mát. Lên lên chỗ này trơn đấy. Nhưng mà may có ít sỏi. Có ít sỏi ở đây thì nó sẽ lên được. Đấy. Những cái hình ảnh vô cùng là thú vị, mộc mạc giản dị trên vùng cao, trên chợ phiên. Và ở đây là may có một cái suối nhỉ, rất là hay các bạn. Có cái suối là bà con cho trâu xuống tắm luôn cho nó mát. Đây này, cô này cũng cho trâu xuống tắm này. Nóng quá trâu không chịu được các bạn, mùa hè. Người cũng may còn biết suy nghĩ, có cái chân để chạy vào nắng, có cái mũ để che lên đầu. Trâu thì người ta lại dắt, người ta để ở giữa. Và bây giờ thì người ta thương những chú trâu nóng quá tội nghiệp, người ta dắt đi tắm. Và ở đây có cái suối nó mát các bạn, suối nước lạnh. Nếu mà so với ngày hôm nay thì đúng là xuống suối là coi như kiểu máy lạnh luôn ấy. Ba này có con trâu sừng to. Đấy. Đấy, thi nhau dắt trâu cho trâu đi tắm ạ. Trâu thì lên, trâu thì xuống. À,
tại cái thời điểm này rất là nhiều ông bà cô dì chú bác comment là trâu ở trên vùng cao có lên giá hay không và giá có bán được hay không. Thì là các bạn có thể là vào cái video trực tiếp của ngày 26 tháng 7 mình trả lời chi tiết cụ thể ở trên video đấy rồi. Thì các bạn có thể và mình cũng hỏi thăm một số người ta bán giá bao nhiêu và người ta cũng chốt được bao nhiêu. Thì các bạn vào đấy thì các bạn có thể là xem kỹ càng hơn. Còn một câu trả lời chung chung như thế này, đó là giá cả trâu bò ngựa dê đấy, đến thời điểm hiện tại bây giờ thì đều xuống thấp quá, ở dưới một cái mức cầm cự, gọi là trong vòng cái mức cầm cự chứ không phải dưới cái mốc cầm cự đấy, chỉ 55-60 đấy, lúc thì 65 đấy, thay đổi rất là nhiều đấy, lúc nào nó phải trâu nó giá cao nó phải tầm 80-90 đấy, lúc đấy mới gọi là trâu có giá bán được. Còn tại cái thời cứ 55-60 là không ăn thua được các bạn. Vì tính ra là bà con chăn nuôi thì không có công đấy, huề vốn, thậm chí là nhiều người lỗ. Và được cái phân của nó để chăm bón cây đấy các bạn, mất thời gian. Ở đây là bác ấy có một con trâu đực dưới đầu ba, nhưng mà cái sừng của nó rất là to. Con này chắc đẻ hai lứa rồi nhỉ. Đây một con cái cũng béo này, mình thấy có cái sừng, nhưng mà theo kinh nghiệm mình ít nhất phải đẻ một lứa rồi hoặc là hai lứa rồi. Đây còn con trâu có cái sừng to này các bạn này. Đấy, con này ưu điểm là có cái sừng to và giá con này thì rơi vào tầm khoảng 25-26 tầm đấy thôi các bạn. Vì con này người nó cũng nhỏ thôi, trâu đực cổ nó cũng chưa lên nhiều. Đấy, con này đây cũng có một con to này các bạn này. Với những cái con to này thì kiểu gì nó cũng trên đầu 4 rồi, khoảng 45 trở xuống các bạn. Một con to. Con này làm trâu kéo hoặc là trâu thương phẩm cũng được, thì nó vừa to vừa béo rồi. Ba mấy con này rẻ quá. Chắc phải tầm trên 45 trở xuống. Đấy là bảo đang gọi 42. À. Đang bảo ý là 43 mấy là bán. À. Thế. 40 nó không là bán. Chắc là tầm này là to trung bình nhất chợ anh nhỉ. Nói chung là dạo này ít trâu to, như con này là to ở chợ đấy. Đấy, theo mình đoán là 42 là chưa bán. Thì kiểu gì là người ta lúc đầu báo giá khởi điểm là tầm 45. Đấy, 45 xong là người ta sẽ rụt giá dần. Chứ tầm này làm gì có đầu 3. Nếu mà 4 mấy thì so với hiện tại thì giờ nó cũng rẻ đấy các bạn. Cứ gọi là 40 đi. Đấy, mình tính sơ sơ 40. Con này mấy tạ nhỉ? Con này làm gì được 7 tạ? 7 tạ không? 7, 6, 7, 4, 2. À... 6, 7, 6, 4, 2 là 60.
Mình chả biết con này bao nhiêu tạ, hóa hết mắt rồi các bạn. Chắc tầm 6 tạ mấy rồi các bạn, chưa được 7 tạ. Nhưng mà dáng con này kiểu nó to to, kiểu dòng trâu chơi mới thịt nó chắc. Thì người ta báo giá cao hơn so với bình thường một tí. Còn những dòng kia chỉ rơi vào 50, 55, lúc thì 60. Như con này thì rơi vào 6,5, 6 chứ. Mình thử, điện thoại mình hỏng, mình không nhân được. Mình tính toán rất là chậm rốt. Mình phải có máy tính, mình nhân sơ qua. Đấy, mình đoán con này rơi vào tầm 6 tạ 6 chẳng hạn như vậy. Đấy, thì các bạn nhân với chia ra làm sao khoảng giá ra được 42. Nhưng mà đấy là còn chữ, đấy là người ta mong muốn là bán được như vậy. Nhưng mà chắc thì là người ta đã trả như vậy đâu. Đấy, đúng không? Nên là rất là khó nói các bạn. Lúc nào phải có người mua thực tế thì chúng ta mới biết được. Ở đây có con trâu béo này, trâu sừng của ấu này các bạn này. Đầu này là trên đầu ba này. Đấy. Trâu sừng của ấu to, đầy đặn. Mà nó nhỏ các bạn. Ôi, trâu giờ ế rẻ lắm. Ở bên kia thì có bò, có ngựa, nhưng mà mình quay vào một video riêng rồi. Nên là các bạn cứ vào video các bạn xem. Còn là mình không quay trở lại nữa bởi vì lắng quá, cũng lười đi nữa. Bây giờ thì người ta cũng đang tập kết đấy các bạn. Đang tập kết xe trâu bò lên, cho lên xe và trở về. Nghé này. Đấy, những con nghé nó rơi vào tầm ví dụ như con này tầm 8 triệu. Con này thì được 10 triệu. Đấy. Nghé, con này đẹp, con to này đẹp hơn. Nghé tầm 1 tuổi các bạn. 11 triệu. Con kia thì nó bé, nó tầm 8 triệu. Đấy. Bên này có mấy con trâu di này các bạn ạ. Con này trâu mẹ gì? À không, con này chưa trâu mẹ. Nhưng mà nó nhỏ. Ôi giời ơi, trời nắng thế này thì cũng quay cái gì nữa. Đấy. Ở bên kia thì người ta đang tắm cho trâu. Bên kia này là trâu bò, ngựa. Nhưng mà người ta về, người ta cho lên xe gần hết rồi. Chợ bắt đầu vãn này. Trong vòng một tiếng nữa là chợ vãn. Thôi, có lẽ là video của mình cũng xin tạm dừng ở đây thôi các bạn. Các bạn muốn biết chi tiết rõ ràng hơn và tâm sự nhiều hơn thì là các bạn vào kênh cũng vào video live trực tiếp của ngày 26 tháng 7 thì các bạn xem rõ ràng hơn. Thì video đấy mình live gần một tiếng và cũng chia sẻ tâm sự hết ở đấy rồi. Còn bây giờ thì kiểu like nhiều, quay nhiều nên là cũng mệt. Nên là xin tạm dừng ở đây thôi. Đấy, chủ yếu là đứng đây để xem bà con tắm cho trâu và ngắm những con trâu đẹp. Nói chung là trâu thịt thì rất là nhiều những con đẹp. Đẹp về độ thịt. Còn chủ yếu là mình nói đẹp ở đây
Khác nữa đó là đẹp về dòng trâu chơi, nhưng mà ngày hôm nay thì không xuất hiện nhiều. Nói chung thì nói gì thì nói, nhưng mà trâu bò vẫn bán được ạ. Bán được nhưng mà tỷ lệ nó như thế nào là chính thôi. Mình thấy là vẫn rất là nhiều người gạch sơn. Có nghĩa là người ta đi mua trâu ấy, sau đó là người ta xịt đánh dấu thì vẫn thấy xịt nhiều. Nhưng mà giá nó thấp. Nhưng mà vẫn có người bán và vẫn có người mua. Tóm lại là như vậy. Thôi, đây là bến xe Bắc Hà này. Thôi bây giờ thì mình xin tạm dừng video tại đây nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.